Mời tất cả mọi người hãy vào video xem cho vui vẻ nhé. Cung cấp lịch thi đấu vòng chung kết World Cup 2022, lịch giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra tại Qatar từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 đầy đủ và chính xác. Lịch thi đấu vòng bảng World Cup 2022. Lượt trận thứ nhất, ngày 20 tháng 11 23 giờ bản A, Qatar gặp Ecuador. Ngày 21 tháng 11 17 giờ bản A, Senegal gặp Hà Lan. Ngày 21 tháng 11 20 giờ bản B, Anh gặp Iran. Ngày 22 tháng 11 2 giờ bản B, Mỹ gặp xứ Wales. Ngày 22 tháng 11 17 giờ bản C, Argentina gặp Saudi Arabia. Ngày 22 tháng 11 20 giờ bản D, Đan Mạch gặp Tunisia. Ngày 22 tháng 11 23 giờ bản C, Mexico gặp Ba Lan. Ngày 23 tháng 11 2 giờ bản D, Pháp gặp Australia. Ngày 23 tháng 11 17 giờ bản F, Maroc gặp Croatia. Ngày 23 tháng 11 20 giờ bản E, Đức gặp Nhật Bản. Ngày 23 tháng 11 23 giờ bản E, Tây Ban Nha gặp Costa Rica, New Zealand. Ngày 24 tháng 11 2 giờ bản F, Bỉ gặp Canada. Ngày 24 tháng 11 17 giờ bản G, Thụy Sĩ gặp Cameroon. Ngày 24 tháng 11 20 giờ bản H, Uruguay gặp Hàn Quốc. Ngày 24 tháng 11 23 giờ bản H, Bồ Đào Nha gặp Ghana. Ngày 25 tháng 11 2 giờ bản G, Brazil gặp Serbia. Lượt trận thứ hai, ngày 25 tháng 11 17 giờ bản B, xứ Wales gặp Iran. Ngày 25 tháng 11 20 giờ bản A, Qatar gặp Senegal. Ngày 25 tháng 11 23 giờ bản A, Hà Lan gặp Ecuador. Ngày 26 tháng 11 2 giờ bản B, Anh gặp Mỹ. Ngày 26 tháng 11 17 giờ bản D, Tunisia gặp Australia. Ngày 26 tháng 11 20 giờ bản C, Ba Lan gặp Saudi Arabia. Ngày 26 tháng 11 23 giờ bản D, Pháp gặp Đan Mạch. Ngày 27 tháng 11 2 giờ bản C, Argentina gặp Mexico. Ngày 27 tháng 11 17 giờ bản E, Nhật Bản gặp Costa Rica, New Zealand. Ngày 27 tháng 11 20 giờ bản F, Bỉ gặp Maroc. Ngày 27 tháng 11 23 giờ bản F, Croatia gặp Canada. Ngày 28 tháng 11 2 giờ bản E, Tây Ban Nha gặp Đức. Ngày 28 tháng 11 17 giờ bản G, Cameroon gặp Serbia. Ngày 28 tháng 11 20 giờ bản H, Hàn Quốc gặp Ghana. Ngày 28 tháng 11 23 giờ bản G, Brazil gặp Thụy Sĩ. Ngày 29 tháng 11 2 giờ bản H, Ba Lan gặp Uruguay. Lượt trận thứ 3, ngày 29 tháng 11 22 giờ bản A, Hà Lan gặp Qatar. Ngày 29 tháng 11 22 giờ bản A, Ecuador gặp Senegal. Ngày 30 tháng 11 2 giờ bản B, Iran gặp Mỹ. Ngày 30 tháng 11 2 giờ bản B, xứ Wales gặp Anh. Ngày 30 tháng 11 22 giờ bản D, Australia gặp Đan Mạch. Ngày 30 tháng 11 22 giờ bản D, Tunisia gặp Pháp. Ngày 1 tháng 12 2 giờ bản C, Ba Lan gặp Argentina. Ngày 1 tháng 12 2 giờ bản C, Saudi Arabia gặp Mexico. Ngày 1 tháng 12 22 giờ bản F, Croatia gặp Bỉ. Ngày 1 tháng 12 22 giờ bản F, Canada gặp Maroc. Ngày 2 tháng 12 2 giờ bản E, Tây Ban Nha gặp Nhật Bản. Ngày 2 tháng 12 2 giờ bản E, Costa Rica, New Zealand gặp Đức. Ngày 2 tháng 12 22 giờ bản H, Uruguay gặp Ghana. Ngày 2 tháng 12 22 giờ bản H, Hàn Quốc gặp Bồ Đào Nha. Ngày 3 tháng 12 2 giờ bản G, Serbia gặp Thụy Sĩ. Ngày 3 tháng 2 giờ bản G, Cameroon gặp Brazil. Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup. Ngày 3 tháng 12 22 giờ trận 1 nhất bảng A gặp nhì bảng B. Ngày 4 tháng 12 2 giờ trận 2 nhất bảng C gặp nhì bảng D. Ngày 4 tháng 12 22 giờ trận 3 nhất bảng D gặp nhì bảng C. Ngày 5 tháng 12 2 giờ trận 4 nhất bảng B gặp nhì bảng A. Ngày 5 tháng 12 22 giờ trận 5 nhất bảng E gặp nhì bảng F.
Ngày 6 tháng 12 2 giờ trận 6 nhất bảng G gặp nhì bảng H. Ngày 6 tháng 12 22 giờ trận 7 nhất bảng F gặp nhì bảng E. Ngày 7 12 2 giờ trận 8 nhất bảng H gặp nhì bảng G. Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2022. Ngày 9 tháng 12 22 giờ tứ kết 1 thắng trận 5 gặp thắng trận 6. Ngày 10 tháng 12 2 giờ tứ kết 2 thắng trận 1 gặp thắng trận 2. Ngày 10 tháng 12 22 giờ tứ kết 3 thắng trận 7 gặp thắng trận 8. Ngày 11 tháng 12 2 giờ tứ kết 4 thắng trận 4 gặp thắng trận 3. Lịch thi đấu bán kết World Cup 2022. Ngày 14 tháng 12 2 giờ bán kết 1 thắng tứ kết 2 gặp thắng tứ kết 1. Ngày 15 tháng 12 2 giờ bán kết 2 thắng tứ kết 4 gặp thắng tứ kết 3. Lịch thi đấu tranh hạng 3 World Cup 2022. Ngày 17 tháng 12 22 giờ thua bán kết 1 gặp thua bán kết 2. Lịch thi đấu chung kết World Cup 2022. Ngày 18 tháng 12 2 giờ thắng bán kết 1 gặp thắng bán kết 2. Tối 26 tháng 10, Đài truyền hình Việt Nam VTV thông báo đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của đơn vị này. Theo đó, toàn bộ 64 trận đấu của World Cup 2022 sẽ được VTV tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2. VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTV Go. World Cup 2022 sẽ khởi tranh bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2022 và kết thúc vào ngày 18 tháng 12 năm 2022 tại Qatar. Nếu thấy thương thì cho mình xin một like, bình luận, đăng ký và chia sẻ để cho mình có động lực ra nhiều video kế tiếp hay và bổ ích hơn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bye!